Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lông bạc đầu. Trăm ngàn bể dâu kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lòng bạc đầu. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên bình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lông bạc đầu. Mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiết tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng lông bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lòng bạc đầu. Ơi 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 hò, trai tài gái sắc tình đôi.
lâu nay em trông rồi mong, chờ ngày anh qua ra mắt gia đình. Em mơ được làm cô dâu, trên tay cầm thêm bó hoa màu. Dây thơ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà, thương nhau phải như ba má là sẽ yêu nhau tới già. Ngày lành thì anh đưa chào cao qua, em sẽ theo anh đi về nhà. Mình về bên nhau dựng xây tương lai tình nồng, không phải tay trong tay áo hoa rồng mua phường bay. Còn gì để qua ngày vui hai bên họ hàng cùng nhau đăng ly chúc cho hạnh phúc đôi mình. Chúng tôi xin trân trọng thông báo gia lành đã tới. Xin mời quan viên hai họ liên vị, xin mời cô dâu và chú rể bước đến làm lễ. Một lạy nhất bái cha mẹ, hai lạy nhị bái cao đường, lạy thứ ba phu thê giao bái, thế là đôi ta đã được cuốn chung một giường. Hai họ phía dưới nhìn nhau, miệng tươi cười chúc phúc từng câu, nhìn em hạnh phúc khóe mắt lệ cây. Ngày hôm nay chính thức đã được làm cô dâu. Tiếng nhạc đen quen, từng lời ca hát, nhà ta đứng nhảy vui coi như là xuân sen. Mình đúng qua bằng bên đây nè, rồi bằng bên đó là từng ly rượu mời mừng hạnh phúc đôi ta. Ngày vui hôm nay tôi quý hơn vẹt vàng, làm anh hạnh phúc khi mà cưới được đèn. Tình đôi ta sẽ mãi không đổi giấc, anh chỉ muốn sau này ta có cho con một đèn em. Biển xanh dù có hoa đã
thì tình ta chẳng vội phai. Thời gian dần trôi thật nhanh, thấm thoát thôi đưa. Còn đâu ngày xưa bình yên giống trời tháng ngày. Giờ em càng lớn càng xinh, mất biết lòng lành. Mẹ cha thường hay bảo em bên tôi ngày chồng. Ngày mai mình cưới nhau đi, cho quê ta nức tiếng cười. Gửi đi đào xóm cuối xóm, dọn dàn đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta bên nhau đến suốt đời. Mặc cho đời lắm sóng gió, mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta sinh thêm mấy nhóc thì một gia đình nó ấm áp. Cần gì hạnh phúc đâu xa. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta yêu thương đến lúc già. Biển xanh dù có hoa đá thì tình ta chẳng vội phai. Mình cũng chúc trăm năm hạnh phúc.
chút. Nuôi con những ấy, nuôi con chẳng biết là bao, nuôi con cực khổ gian lao như thế nào. Ngày nay nên vợ nên chồng, rồi chút nữa mình uống rượu hồng dâng cho cha mẹ tỏ lòng đền ơn. Đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Anh chàng con trai miệt vườn, thương em nàng con gái thì thành. Đôi má đồng tiền ngây ngô, đôi mắt hiền hiền ngoan ngoan, làm anh thương quá. Ơi nàng là nàng ơi, thương là anh thương em thiệt tình. Mai đây mình anh nghĩa vợ chồng, ta sẽ cùng về quê hương, đám cưới rộn ràng vui hơn. Nàng dâu xinh quá ơi, cô dâu hiền có bao chàng đợi mong. Anh đưa em về, em mới theo anh về, thăm lại miền Tây, thăm dòng Chùa Long có ba mẹ đợi mong. Có những chuyến đò trên sông, có những cánh đồng chờ lúa chín, có ánh trăng thế, có hai đứa mình cùng hẹn hò đơn duyên. Em là cô dâu thị thành, anh đây là chú rể miệt vườn. Hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn em ơi. Ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Em thiết tình, mai đây mình nên nghĩa vợ chồng, ta sẽ cùng về quê hương, đám cưới rộn ràng vui hơn. Nàng dâu xinh quá ơi, cô dâu hiền có bao chàng đợi mong. Anh đưa em về, em mới theo anh về, thăm lại miền Tây, thăm dòng Chùa Long có ba mẹ đợi mong. Có những chuyến đò trên sông, có những cánh đồng chờ lúa chín, có hai đứa mình cùng hẹn hò đơn duyên. Em là cô dâu thị thành, anh đây là chú rể miệt vườn. Hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn em ơi. Ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn em ơi. Ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Vào xuân chưa em, sao chim én bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thấy màu áo mới. Trên lối quê mơ hồi hoa vàng, hồi đình làng chiêng trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang, xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em. Yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân, vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm, hai đứa mình có thằng bé tí. Anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sang.
xuân chưa em, sao chim em bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao. Được bao nhiêu ngày họ cùng các vị khách quý, được sự thống nhất của hai gia đình, ngày hôm nay họ nhà trai của chúng tôi đến đây cùng với quý tộc họ nhà gái để tổ chức lễ đính hôn cho cháu Nguyễn Chí Tâm sánh diện cùng cháu Trần Phiến. Trước hết xin quý tộc họ nhà gái cũng như ông đại diện họ nhà gái cho quý tộc họ nhà trai chúng tôi được phép nhập gia. Được sự cho phép nhập gia, xin mời vị trưởng tộc của nhà gái kính lễ cho nhà gái chúng tôi. Kính thưa ông đại diện họ nhà gái, tiếp theo là phần chính lễ. Xin phép quý tộc họ nhà gái cho họ nhà trai chúng tôi được phép dán đôi liễn đính hôn trước. Xin ý kiến của đại diện họ nhà gái. Tôi cũng thay lời cho họ nhà gái chấp nhận dán đôi liễn ở trước cửa sông môn. Kính thưa quý nữ tộc, thưa quý thân tộc, ngày hôm nay họ nhà trai của chúng tôi đem đến quà vật gồm có, trước hết là về quà vật chúng tôi đem theo một mâm lễ, một mâm lọc và 8 mâm quà, trước là để cúng ông bà, sau góp phần cùng với quý tộc họ nhà gái tiếp tải quan khách. Xin ý kiến của họ nhà gái tiếp nhận cho. Kính thưa quý vị nữ tộc, hôm nay họ lễ đính hôn của cháu Phi Yến, họ nhà trai có mang sánh lễ tất cả là 10 mâm, trong đó một mâm lọc, một mâm lễ và 8 mâm quà, quà gồm trà rượu bánh trái cây chứa dân cúng ông bà từ đường sau hai họ dùng lễ thảo. Tôi cũng đại diện của họ nhà gái chấp nhận những mâm quà họ nhà trai mang đến sánh lễ. Xin chân thành cảm ơn ông đại diện của họ nhà gái và trân trọng kính mời hai ông chủ hộ lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới, đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ gì. Đừng lo dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi, anh không ngó lời em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân vui tình đôi ta, để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoại đón Tết xuân xa, để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoại đón Tết xuân xa. Tiếp theo là một đôi hoa tai do bà ngoại của cháu Tâm tặng cho cháu dâu của mình. Hai người mẹ chồng tặng cho con dâu của mình một cọng dây chuyền và một tấm lắc, và đồng thời đem theo một phần hiện kim là trị giá 6 triệu đồng để tặng con dâu mình sắm đồ trong ngày vui của cháu. Xin phép được trình lên quý tộc họ nhà gái là khi nhà trai đến trình lễ xong thì chúng ta tiến hành tổ chức lễ tân hôn. Như vậy giờ hoàng đạo đã tới, phần trình lễ chúng tôi đã xong. Kính mời ông đại diện họ nhà gái điều hành chương trình lễ, trân trọng kính mời ông. Hôm nay ngày 9 tháng 9 năm Nhâm Dần cũng là ngày lành tháng tốt. Gia đình của ông Trần Văn Lo và bà Nguyễn Kim Nhường, ấp Cái Ngang, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, đã tổ chức lễ đính hôn cho con gái Trần Hồng Yến sánh diện cùng Nguyễn Chí Tâm, con ông Nguyễn Quốc Còn và bà Nguyễn Thị Thiết Mai, ấp Thạch Điền, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.
Đó là lý do hai họ gặp gỡ trong ngày hôm nay. Để đi vào nội dung chương trình buổi lễ đính hôm nay, có những nội dung sau đây. Phần thứ nhất, đại diện hai thông gia lên đèn thượng hồng đăng. Phần thứ ba, làm lễ ông bà hiện tại. Phần thứ tư, chú bác cô cậu dựng gì. Và phần thứ năm là làm lễ song thân. Và sau cùng là đôi mâm chầu, là cái lọc trong ngày lễ đính hôn, để trao cho họ nhà gái chúng tôi đưa vào cửa song hôn. Đó là nội dung của chương trình buổi lễ đính hôn hôm nay.
để cảm ơn ông bà cô bác kính chúc thời gian trong ngày lễ hôm nay, lễ thứ nhất cuối đầu, lễ thứ hai cuối đầu. Và hôm nay ngày lễ đính hôn trọng đại thì được sự chứng kiến của ông bà chú bác cô cậu hiền gì thì đại diện bên nội có bác hai Maya Maya anh Tiên Lem anh kính cho trở vào phía trong bàn tổng còn không là cho qua nha. Rồi thay lời cho hai cháu chúc hai bác được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Cô dâu á chuẩn bị. Anh ơi, cô Bảy với bác. Rồi cô Bảy con giới thiệu cho chồng con biết. Rồi cũng lên nhìn nhà máy cùng con chụp cái hình nha, vô lấy sắt vô chứ. Rồi nhìn nhà máy nha. Rồi xong rồi. Dương ơi, Dương cái này ai vậy? Chị Ba ơi, chị Ba qua uống rượu với ngoài bác hai đi cho đủ một cặp. Chị Ba ảnh nhé. Rồi. Rồi, con mời bác hai. Rồi hai con cũng đi dùm con nhìn máy cho con chụp cái hình nha. Rồi vô gửi sát vô, vô gửi sát vô nhìn máy cho mang này bọc. Cô ơi, nhìn con là cô ơi. Dạ xong rồi. Rồi dùng. Rồi. Tiếp nữa là bài chế 6 với anh 6. Rồi vô để sát vô nè, thì nhà máy nè, nè đứng rồi đó nè. Mắc uống gì không hay là khỏi luôn hả? Cái gì đây rồi. Bây giờ chúc cho hai cháu á sống với nhau mà bạc đầu bên nhau nghĩa phu thê thôi chứ cũng không biết chút gì nữa. Xong chưa? Dạ xong rồi. Máy này nè, 1. Dạ xong rồi, vô hết luôn. Thôi mình nên nhịn với quanh thôi. Đó là làm cái lòng trong. Rồi, vô mắt luôn. Xin phép mời bà Mở. Bà Mở chúc hai con trăm năm hạnh phúc nha. Dạ con cảm ơn. Có hai lễ cuối đầu, lễ thứ nhất cuối đầu, lễ thứ hai cuối đầu. Rồi mời cô Ba, trở về một chút. Xin trao quyền lại cho đại diện của họ nhà trai để giới thiệu cho hai cháu ra mắt thân tộc của họ nhà trai. Tất là mời bà ngoại của Tố Khâm bước lên phía trên để nhận rượu của cháu mình và trân trọng kính mời. Tôi giới thiệu thì cảm ơn. Bà Xu thấy có cái dĩa bà Xu. Vô hết luôn. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ, ngày vui của hai cháu là cũng cảm ơn. Cảm ơn. Chúng vô máy này vô gãy ơi. À đúng rồi đó. Xong. Rồi, vô hết luôn. Cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Rồi, có dâu gãy ơi, dâu gãy nhìn đây nè, đó đúng rồi đó. Xong. Xin mời vợ chồng bác hai. Rồi bác hai tặng cho cháu vô mình một cái chiếc khăn. Rồi vậy. Vô ơi. Rồi ok. Cảm ơn vợ chồng bác hai. Xin mời vợ chồng cô Dương Năm. Rồi vô hết luôn. Cảm ơn Dương Năm, cảm ơn cô Năm. Rồi vô hết luôn.
cô Diệu Lâm. Xin mời cô Diệu Kháo. Rồi, vô hết luôn. Cảm ơn Diệu Sáu. Cảm ơn cô Sáu. Dịnh dịnh đó nha, vô vô này, dịnh dịnh đó nè, nha quý khán nhìn đây nè, 1, 2. Rồi, cảm ơn. Rồi, ok, vô hết luôn. Rồi, ngước mắt ra rồi. Ngước qua nhìn đây, đốt qua đây nè, 1, 2. Rồi, xong, rồi uống rượu cái nè. Đây là em Ngọc. Chế mời em. Rồi, cũng đi nè, vô ghế, ngã đầu vô, vô ghế, xanh ngã đầu vô. Rồi, xong. Được hết luôn, tiến môi được không? Rồi đứng lên mà đeo đứa chiếc đi. Ê, hai bận tâm là tên gì? Bận mấy mấy? Hả? À, đi bước ra kêu thiệt, bước ra kêu thiệt. Bước ra kêu thiệt. Dịnh luôn, sát sát. Bên bên kia, gì ở bên đó kìa ba. Riêng đối với cháu Tâm có hai cha và hai mẹ. Trước hết là xin giới thiệu cha Nguyễn Minh Bẩn bước lên phía trên, mời mẹ Nguyễn Thị Tuyết Mai bước lên phía trên, và người cha thứ hai là tôi Nguyễn Quốc Trò, và người mẹ thứ hai là Phan Ngọc Linh. Chúng tôi cùng lên uống rượu con mình trong ngày hôm nay. Xin phép quý thần đồng coi nhà gái. Nghĩa sanh thành dí tựa biển Đông, núi cao bể rộng mênh mông, cũng không sánh được công lao mẫu từ. Ngày hôm nay hai con lớn lên nên duyên chồng vợ, trước mặt thân tộc quay họ, hai con thành tâm dâng hai ly rượu cho cha Mẫn mẹ Mai để nhớ công ơn mà đã dưỡng dục tâm lớn đến người. Xin mời cha Mẫn mẹ Mai. Rồi tiếp theo con có vụ mời cho hai người cha luôn. Rồi xong. Cũng đúng anh. Má cho đèn cần dâu ra tất cả mọi người cùng vào má nha. Của nhà trai đây không? Xin chân thành cảm ơn ông đại diện của nhà gái đã tạo điều kiện cho tôi được giới thiệu hết quý thân tộc của họ nhà trai của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn toàn quý vị, và tôi xin phép trao quyền điều hành buổi lễ này tiếp tục cho ông chủ lễ của họ nhà gái. Tiếp tục chúc mời ông. Hai năm 2022 nhằm ngày 16 tháng 11 niên Nhâm Dần, nhà trai chúng tôi đến nhập gia và làm lễ tại nhà gái từ lúc 9 giờ sáng của ngày 9 tháng 12 năm 2022 nhằm ngày 16 tháng 11 niên Nhâm Dần. Xin kính dùng lên quý tộc họ nhà gái. Xin lại, tôi cũng thay lời cho gia đình trân trọng kính mời quý thân tộc trở ra phía trước bàn tiệc dùng với gia đình bữa cơm thân mật. Một lần nữa trân trọng kính mời và kính mời. Rồi cho hàng thay quý vị. Đến với nhau đêm nay, mình sẽ không chối lắm này. Thank you.
qua cứ sống vô từ ngày ngô đang đua cuộc đời. Giờ thì chờ có anh kề bên, ghé vô nói nghe nè anh bằng lòng thì em bước qua. Cứ dắt em đi lòng vòng đường nào tìm về tim anh khó qua. Ngập ngùng thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu mình ơn. Mình đánh với nhau đi cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba má em đã kêu tụi mình vui dính ai tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt, giờ tụi mình lại nhật trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trên đã cho con một cô gái xinh. Vui lên đi vì không có nên lo chi, thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba vô đi khắp thế gian này chơi, anh muốn đi đâu em cũng chịu anh tới đó. Có hai bàn tay trước giờ em chưa nắm ai, anh cũng như tình đầu vì giàu em thương anh quá. Hai ba vô em muốn sống bên cạnh anh, gửi hết hôm nay nhặt bập bùng ngày mai vui tiếp. Đón anh về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn. Ham chơi chỉ cho nó hư thân, anh nơi phải trong cuộc đời này còn dài mà chưa lấy chồng. Nghe lời em suy nghĩ đi người ơi, xanh xanh trên bầu trời ta hát ca muôn lời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Anh sẽ hứa anh yêu em rất nhiều. Anh yêu không cần lý do. Em đã mang đến cho những bất ngờ. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho đời nắng thôi. Trong lòng anh yêu em chỉ vài thôi. Yeah, I'm gonna
đến rồi. Cảm thấy những cái dễ thương còn này được số lắm con. Muốn cho buồn còn nói muốn giới mấy mấy người
Con cò cò bay lả, lả bay la, hai ta đi ăn đi chơi cho đã, khi nào thông thả về nhà anh nha. Nói một là một mà hai là hai, khi nào không đúng thì mình cho là sai. Hôm nay không nói thuần qua ngày mai, chỉ mình có tương là hai đứa sau này nè ai bằng ai. Đường quê quanh cò xanh mát kéo nhanh tờ mò, cho về làm dâu chứ đâu cần gì để mà giàu to. Ba mẹ em đã kêu anh bay cưới đi, tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt, về tụi mình là nhất.